Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát Thanh Minh Huệ Bản tin về cố bức hại Falun công tại Trung Quốc Đại Lục Nội dung chính của chương trình hôm nay là tin tức về một nữ học viên cao tuổi bị cầm tù 9 tháng Sau khi con gái cả của bà qua đời Và một nam học viên 70 tuổi lại bị kết án 3 năm rưỡi tù vì đức tin của mình Sau khi đã phải thụ án 2 năm lao động cưỡng bức và 14 năm tù giam Sau đây là nội dung chi tiết Tin tức thứ nhất Bà Bạch Hưng Văn bị cầm tù 9 tháng sau khi con gái bà là cô Quý Anh Mai qua đời. Bài viết của phóng viên Minh Huệ từ tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Bà Bạch Hưng Văn, 71 tuổi, cư dân thành phố Đông Doanh, tỉnh Sơn Đông, đã phải thụ án tù 3 năm rưỡi và bị giam giữ tại nhà tù nữ số 1 tỉnh Sơn Đông, nằm ở thủ phủ Tế Nam vào ngày 17 tháng 7 năm 2023 vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999. Bà Bạch Hưng Văn bị kết án tù vào ngày 8 tháng 11 năm 2022, một tháng sau khi con gái lớn của bà là cô Quý Anh Mai qua đời ở tuổi 45 do bị bức hại vì đức tin vào Pháp Luân Công. Thời điểm đó, bà Bạch cho hay bà dự định sẽ kháng cáo bản án oan sai. Tuy nhiên, hiện chưa rõ bà đã kháng cáo chưa hay kháng cáo của bà đã bị bác bỏ trước khi bà bị chuyển đến nhà tù, bị bắt giữ và kết án. Bà Bạch và hai trong số ba cô con gái của bà là cô Quý Anh Mai và Quý Anh Bình đã bị bắt vào ngày 15 tháng 7 năm 2021 sau khi cảnh sát nghi ngờ bà Bạch treo một tấm biểu ngữ pha luân công tại thị trấn nơi bà sinh sống vào ngày 8 tháng 5. Ba người phụ nữ đã bị thẩm vấn tại đồn công an và bị lấy mẫu máu, mẫu tóc, dấu vân tay và mẫu nước tiểu. Cảnh sát còn ghi âm giọng nói và chụp ảnh khuôn mặt của họ. Cả ba người đều được tại ngoại sau khi bị bắt. Cảnh sát đã bắt bà Bạch trở lại trại tạm giam vào ngày 16 tháng 9. Khi ba con gái của bà tới đồn công an chiêu dương để yêu cầu trả tự do cho bà, Cảnh sát đã một lần nữa bắt giữ con gái lớn của bà là cô Quý Anh Mai. Cả hai mẹ con bà đều bị giam giữ kể từ đó. Sau khi bà Bạch Hưng Văn và cô Quý Anh Mai được trả tự do, họ đã đề đơn lên viện kiểm sát vào ngày 19 tháng 10 đề nghị hủy bỏ vụ truy tố họ. Họ cũng đệ đơn kiện cảnh sát vì đã vi phạm luật pháp trong việc xử lý trường hợp của họ. Để trả đũa, cảnh sát đã bắt bà Bạch ngày 6 tháng 11 năm 2021 và giam giữ hành chính bà trong 13 ngày. Do bà bị huyết áp cao, trại tạm giam địa phương đã từ chối tiếp nhận bà và bà được trả tự do. Bà Bạch lại đệ đơn kiện cảnh sát vào ngày 17 tháng 1 năm 2022. Trong khi từ ngày 24 tháng 2, tòa án quận Đông Anh thông báo cho bà rằng họ đã thụ lý trường hợp của bà và lên lịch xét xử vào ngày 23 tháng 3, thì đến ngày 14 tháng 3, họ lại gọi điện cho bà nói rằng đơn kiện của bà đã bị từ chối. Ngày 22 tháng 3, cảnh sát đệ trình trường hợp của bà Bạch lên Viện Kiểm sát quận Đông Anh. Tiếp đó, vào các ngày mùng 1 và ngày 22 tháng 4, bà cùng luật sư của mình đã nhiều lần gửi đơn đến Viện Kiểm sát đề nghị cơ quan này không truy tố bà. Viện Kiểm sát đã phớt lờ yêu cầu của họ. Bà Bạch bị đưa ra xét xử tại Tòa án quận Đông Anh ngày 29 tháng 7. Một tuần trước phiên xét xử, thẩm phán, kỷ bằng huy và thư ký xử viện viện đã từ chối yêu cầu của người bảo chữa cho gia đình bà Bạch về việc đại diện cho bà trước tòa với tư cách không phải luật sư, một thông lệ được phép ở Trung Quốc. Vào ngày 24 tháng 7, Bà Bạch gửi đơn yêu cầu thẩm phán Kỳ rút lại vụ án. Tuy nhiên, ông Kỳ vẫn tiến hành phiên xét xử vào ngày 29 tháng 7 và không cho phép bà Bạch tự bào chữa cho chính mình. Đến cuối tháng 8 năm 2022, bà Bạch được thông báo về việc cảnh sát đã kết luận rằng bằng chứng mà họ thu thập được là hợp lệ và đủ để chứng minh bà phạm tội. Tòa yêu cầu bà và luật sư của mình kiểm tra chéo lại kết luận của cảnh sát. Vài ngày sau, luật sư của bà Bạch đã đưa ra ý kiến của mình trước tòa. Ông tuyên bố, Cảnh sát không có quyền xác thực bằng chứng của chính họ nhằm vào bà Bạch. Theo luật, chỉ có cơ quan pháp y độc lập bên thứ ba mới có đủ tư cách để xác minh và xác thực chứng cứ truy tố. Luật sư lập luận rằng kết luận của cảnh sát là không thể được chấp thuận trong trường hợp này. Trong khi quá trình truy tố đang diễn ra, bà Bạch đã bị bắt trở lại và bị đưa đến nhà tù thành phố Tân Hải vào ngày 19 tháng 9. Thẩm phán kỳ đã phớt lờ yêu cầu bác bỏ quan điểm của cảnh sát từ luật sư của bà và kết án bà 3 năm rưỡi tù cùng khoản tiền phạt. 20.000 nhân dân tệ vào ngày 8 tháng 11 năm 2022. Một tháng trước khi bà Bạch bị kết án, người con gái cả, Quý Anh Mai, vốn mới khỏi bệnh ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối vào năm 2019, đã suy sụp tinh thần do bị bắt giữ và sách nhiễu nhiều lần trong hai năm qua và đã qua đời vào ngày 9 tháng 10. Cô mới chỉ 45 tuổi, để lại đứa con thơ sống cùng chồng mình. Tin tức thứ hai, sau 2 năm lao động cưỡng bức và 14 năm tù giam, ông Dương Hiểu Quang, 70 tuổi, lại bị kết án 3 năm rưỡi tù vì đức tin của mình. Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Ông Dương Hiểu Quang, 70 tuổi, cư dân thành phố Mật Sơn, tỉnh Hắc Long Giang, đã bị kết án 3 năm rưỡi và bị phạt 10.000 nhân dân tệ vào ngày 26 tháng 6 năm 2023 chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Ông Dương Hiểu Quang trò chuyện với một học sinh về Phát Luân Công bên ngoài trường tiểu học Giật Phu lúc 8 giờ sáng ngày 3 tháng 3 năm 2023 và bị học sinh đó báo cảnh sát. Chỉ sau 9 giờ tối ngày hôm đó, một nhóm đặc vụ từ Phòng An ninh Nội địa thành phố Mật Sơn và Sở Cảnh sát Lợi Dân đã đột nhập vào nhà của ông Dương và bắt giữ ông. Một cảnh sát rút súng ra và đe dọa ông Dương. Họ chụp ảnh nhà ông và tịch thu các sách Phát Luân Công cùng các tài liệu liên quan ông Dương bị tạm giữ hình sự và bị đưa đến nhà tù thành phố Mật Sơn. Thời điểm ông bị bắt diễn ra không lâu sau khi ông mới được xuất viện vì xuất huyết dạ dày. Cơ thể ông vẫn còn yếu và cần phải mặc áo ấm. Tuy nhiên, trại giam đã từ chối nhận quần áo mà gia đình gửi đến cho ông. Thay vào đó, lính canh liên tục đòi tiền từ gia đình ông Dương. Họ đã phải trả hơn 800 nhân dân tệ chỉ trong vài ngày. Lính canh còn yêu cầu gia đình ông gửi tiền vào tài khoản WeChat của họ, nhưng sau đó không hề gửi lại biên lai thu nhận. Viện Kiểm sát thành phố Mật Sơn đã phê chuẩn vụ việc bắt giữ ông Dương vào ngày 17 tháng 3 và sau đó truy tố ông. Tiếp theo, tòa án thành phố Mật Sơn chỉ định một luật sư đại diện cho ông. Bởi vì luật sư được hướng dẫn sẽ phải nhận tội cho thân chủ, ông Dương đã từ chối dùng luật sư này. Gia đình ông Dương đã tìm đến hai công ty luật và cố gắng thuê một luật sư bào chữa vô tội cho ông, nhưng cả hai công ty này đều từ chối khi họ biết ông là học viên Pháp Luân Công. Ông Dương bị đưa ra xét xử vào ngày 19 tháng 6 công tố viên Chu Hồng đề nghị mức án 3 năm rưỡi cùng với khoản tiền phạt 10.000 nhân dân tệ. Chủ tọa phiên tòa Lăng Tả Bân và trợ lý thẩm phán Lý Cát Anh và Cát Hiểu Thanh đều đồng tình với mức án này. Cuối phiên tòa, họ tuyên bố ông Dương bị kết án 3 năm rưỡi. Tòa án đã đưa ra phán quyết chính thức bằng văn bản vào ngày 26 tháng 6. Lần gần đây nhất, ông Dương bị tuyên án 2 năm lao động cưỡng bức và 14 năm tù giam. Ông đã bị tra tấn dã dạ man trong suốt 16 năm bị giam giữ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bản tin về Trung Quốc đại lục. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhhui.org.